Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 1, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7133, 3591, 8883. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3794. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 53695, 85635, 03015, 05915, 08053, 08588, 06736. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86507, 28803. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 49553. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98366. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 258782. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 258782.